tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, từ đầu năm đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện Kim Động đã tích cực ra quân xử lý, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với 31 công trình đã được giải tỏa, tháo dỡ toàn bộ. Các công trình vi phạm giải tỏa thuộc các xã Song Mai, Vĩnh Xá, Hùng An, Nghĩa Dân và thị trấn Lương Bằng, trong đó 26 vi phạm phát sinh ở giai đoạn trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 và 5 công trình vi phạm ở giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 31 tháng 3 năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Kim Động không phát sinh vi phạm mới. Đối với 8 hộ vi phạm đã xây dựng nhà ở tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, đã ra quyết định buộc khắc phục hậu quả. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, huyện Kim Động đã giải tỏa được 347 trên 777 công trình vi phạm trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, đạt 44,6%. 488 trên 558 công trình vi phạm từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, đạt 87,4%. 217 trên 290 công trình vi phạm sau ngày 31 tháng 3 năm 2017, đạt 75%. 10 trên 11 công trình phát sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Hiện huyện đang tiếp tục rà soát thống kê các trường hợp vi phạm là các tổ chức để xử lý theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.